Shop Playtogether.com uy tín, chất lượng, giá rẻ. Hiện tại bên shop đang có chương trình khuyến mãi nạp các gói kim cương giá siêu ưu đãi cùng các nhiều gói tiện ích giá rẻ hơn trong game đến 40%. Tất cả chỉ có tại shop Playtogether.com. Link shop mình để phần mô tả video nha. Ok, hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Hen Cá Con đây. Thì video hôm nay mình sẽ thử thách câu cá sấu bằng cần gỗ xem có câu được nó hay không. Hôm nay quay đông như vậy là để xem tỷ lệ ra cá sấu bằng cần gỗ nó sẽ như thế nào và cũng như là giao lưu với các bạn á. Ok, bắt đầu thôi. Ok, mấy câu có xéo đã có người ra bóng rồi. Rồi, đứt dây luôn. Ok, bạn nói đứt dây thì cái bóng nó lại chạy qua mình rồi. Không biết là có câu được hay không đây.
kênh nó tiếp tục gieo bóng cá sấu và mình nghĩ nó sẽ cắn phát đầu tiên. Ok, bạn đứt dây hồi nãy lại ra bóng tiếp. Rồi, đứt tiếp. Ok, đã có bạn ra bóng tiếp theo rồi. Rồi, lên luôn rồi kìa. Quá nhân phẩm luôn. Ok, các bạn ra bóng tiếp theo rồi. Rồi, lên luôn. Quá là nhân phẩm luôn. Ok, bạn đó lại ra bóng nữa. Rồi luôn, cầm cần gỗ câu lên hai con cá sấu liên tiếp luôn. Ok, tiếp tục có bạn ra bóng rồi, có lên hay không đây? Rồi, đứt dây luôn.
cuối cùng nó đã chịu ra lại cái bóng cá sấu rồi. Không biết có hụt như hai lần trước nữa hay không đây. Ok, vậy là mình đã thành công thử thách câu cá sấu bằng cần gỗ. Ok, thì đây cũng là con cá sấu thứ 23 của mình. Ok, cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Nếu thấy hay thì hãy để lại cho mình một like, một sub và một comment bên dưới để mình có động lực làm thêm những video tiếp theo. Ok, hẹn mọi người vào những video tiếp theo. Bye bye.